tổng quan chatbot. Chatbot là gì? Chatbot thực chất là một con robot giúp bạn trả lời những tin nhắn tự động cho khách hàng theo kịch bản đã bạn sẽ up sẵn. Thường chatbot mọi người hay sử dụng nhiều nhất ở trên fanpage. Riêng ATBK thì hỗ trợ kịch bản chatbot trên cái Zalo, kịch bản chatbot trên Shopee và trên Kalachat của trên website. Và lợi ích của chatbot như thế nào? Thì mọi người thấy rằng chatbot nếu mà trả lời kịch bản sẵn thì giúp cho mình tiết kiệm thời gian trong việc tư vấn khách hàng. Rồi thứ hai là tương tác khách hàng tốt hơn, nhanh chóng hơn, rồi chống cúp khách. Rồi remarketing chăm sóc khách hàng tự động giúp tăng tỷ lệ bán hàng hơn. Có nhiều người hỏi lên rằng chatbot thì liên quan gì đến chạy quảng cáo, rồi trong việc chạy quảng cáo thì có nên sử dụng chatbot hay không? Mọi người thấy rằng nếu mình chạy quảng cáo thì mình sẽ gặp hai trường hợp, đó là khi khách hàng nếu mình chạy quảng cáo thì khách hàng có đâu có thể là inbox mình lên inbox mình trong giờ mình chat đâu, họ có thể inbox vào lúc sau tối khuya là 11 giờ 2 giờ chẳng hạn. Nếu mình mà không rep chẳng hạn hay là mình không ảnh comment thì chắc chắn sẽ bị đối thủ cướp khách. Thứ hai là nếu mà mình chạy quảng cáo, lượng data khách hàng đổ về quá nhiều thì một nhân viên, hai nhân viên xử lý không kịp thì làm cho bị sót khách hàng, rồi chăm sóc khách hàng không tốt dẫn tới việc tốt sale bị giảm đi, làm cho mình ảnh hưởng tới doanh số của mình. Còn sử dụng chatbot thì nó sẽ giúp cho mình giải quyết những khâu đó. Thứ nhất đó là những khách hàng mà comment về cái bot của mình thì nó hỗ trợ cho mình rep ẩn comment rồi rep comment tự động rồi đem về inbox để mình chăm sóc. Thứ hai đó là tại vì chatbot đã giải quyết một số khâu tư vấn chăm sóc những cái khách hàng thì nhân viên của mình chỉ cần trả lời những cái quan trọng như là chốt đơn hay là tư việc, giảm tải khối lượng công việc cho nhân viên. Mình không cần phải thuê thêm nhân viên nữa mà mình vẫn đảm bảo doanh số, tăng doanh số hơn. Thứ ba nữa là trong việc chạy quảng cáo sẽ có nhiều loại khách hàng là khách hàng không mua và khách hàng mua. Thì việc phân loại như vậy mình sẽ có chiến lược remarketing chăm sóc riêng để mình tăng tỷ lệ đơn hàng từ những người không mua, và những người mua rồi thì mình sẽ có chiến lược chăm sóc sau mua một cách dễ dàng.